Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 26 tháng 4 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay thì lộc miền Nam trên kênh của mình nó về được cái lộc đó là cái con 40 ở trên cái đài Cà Mau. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại này ha. Tiếp tục mình sẽ dự đoán miền Nam ngày mai trên các đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Mời anh chị em tham khảo. Bến Tre thì mình dự đoán cái cặp là 2992, còn Vũng Tàu thì mình dự đoán cái cặp là 2662, còn Bạc Liêu thì mình dự đoán cái cặp là 3993. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp thể tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại ha. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.